Vâng, xin chào cả bạn, mình là Sơn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài tập số 6. Sử dụng các thẻ mà liên quan đến danh sách, đó thẻ ULLI. Ok, thì mình sẽ đi soạn. Đây. Đây mình sẽ để cái title nó khác một chút. Chương trình đào tạo này. Thiết kế web. Rồi. Trong thẻ body thì mình sẽ để một thẻ H1. Ok, alo, ở đây người ta bảo là tiêu đề là thẻ H3. H3. Ok, hôm nay mình hơi ốm một chút. Viết hoa hết. Chương trình đào tạo thiết kế web. Màu đỏ. Màu đỏ thì các bạn để style color Z. Tiếp theo là mình sẽ dùng cặp thẻ UL là Y. Ở đây xem có 1, 2, 3, 4, 5 đề mục. Như vậy là mình phải cần 5 cặp thẻ LI. Ok, cặp thẻ đầu tiên là ngôn ngữ. Ngôn ngữ để HTML và front page. Tiếp theo đó là xử lý ảnh và thiết kế giao diện Photoshop. Ok. Photoshop. CS. Rồi. Tiếp đến là Dreamweaver đúng không? Nhầm một chút. Weaver MX. Sau đó là khai thác quản trị domain hosting. Tình. Ngôn ngữ kịch bản JavaScript. Ok. Và tiếp theo là cái chữ của nó là màu xanh đúng không? Thì mình cho style color blue. Dòng cuối là một cái thẻ P. Trong cái thẻ P này có mọi thông tin chi tiết liên hệ. Mọi thông tin chi tiết này. Liên hệ này. Dòng chữ này màu đỏ và văn phòng giáo vụ này. In nghiêng vào màu tím. Y này. Là văn phòng giáo vụ. Ok, ngoài ra các bạn có thể tự gõ tiếp theo. Ở đây mình sẽ cho cái thẻ này có chữ màu đỏ thì dùng style color Z. Ở đây là style này color. Mình sẽ lấy một cái màu khác nhá. Mình sẽ lấy một cái màu khác đi. Đây. Màu tím luôn. Rồi mình chạy.
Đó, các bạn đã thấy chưa? Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn viết được một cái trang web như thế này rồi. Ok, cảm ơn các bạn.